Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình 3 phút cùng luật sư, và mình là Như Quỳnh. Cái việc là uống bia rượu mà người miền Nam thường hay gọi một cái từ đó là nhậu là một việc rất thường hay gặp ở những ngày lễ Tết, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán như thế này. Có nhiều gia đình còn chơi xả láng là rủ rê hoặc là cho phép con em của mình, những người chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia với một cái lý do đó là lâu lâu có một ngày thì cho vui thoải mái. Nhưng mà có nhiều người còn chưa lường được những cái hậu quả đằng sau cái việc là ép người khác uống rượu bia, và đặc biệt là cái việc này có vi phạm pháp luật hay là không. Thì ngày hôm nay Như Quỳnh mời các bạn hãy cùng gặp gỡ với luật sư Nguyễn Đức Chánh để nghe luật sư chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này nhé. Dạ thưa luật sư, như đã đề cập ở trên thì cái việc ép người khác uống rượu bia là một cái hành động gây ra nhiều cái hệ lụy. Thì câu đầu tiên mà Như Quỳnh muốn hỏi luật sư đó là cái hành vi ép trẻ em dưới 18 tuổi uống rượu bia có bị coi là vi phạm pháp luật hay không ạ? Xin chào MC Như Quỳnh và bạn đọc báo điện tử Dân Trí. Thì theo quy định pháp luật hiện nay thì chúng ta chưa có quy định cụ thể về việc là ép buộc đối với cái người dưới 18 tuổi sử dụng rượu bia. Theo quy định mới nhất là chỉ là ở hình thức là dự thảo của cái luật phòng chống tác hại rượu bia mới được đưa ra ý kiến, thì trong đó có một trong hành vi cấm, đó là cấm ép buộc cái người dưới 18 tuổi sử dụng rượu bia. Tuy nhiên là cái luật này thì dự kiến là đến tháng 5 2019 mới được Quốc hội thông qua. Thì với những cái quy định như vậy thì hiện nay chúng ta chưa có một quy định và chế tài đối với cái hành vi mà ép buộc cái người dưới 18 tuổi sử dụng rượu bia. Dạ thưa luật sư, tuy là vẫn chưa có những cái biện pháp chế tài cho cái hành vi ép người khác uống rượu, đặc biệt là ép trẻ em dưới 18 tuổi, nhưng mà cái hành động uống rượu bia hay là ép người khác uống rượu bia nó tiềm ẩn những cái hiểm họa khôn lường. Bởi vì khi mà uống rượu bia vào thì khi mà tham gia giao thông thì mình rất dễ gây ra những cái tai nạn giao thông, hoặc là khi mà không kiềm chế được thì có thể gây ra thương tích hoặc là thiệt hại tính mạng cho những người khác nữa. Vậy thì Như Quỳnh muốn hỏi luật sư là đối với những cái hành vi vi phạm pháp luật là gây ra tai nạn giao thông hay là gây ra tổn thương cho những người khác khi mà bản thân có rượu bia, thì theo pháp luật những cái hành vi đó có bị tăng cái mức án phạt lên hay không, và luật sư có những lời khuyên gì đến bạn đọc của báo Dân Trí cũng như là tất cả mọi người về việc sử dụng rượu bia trong ngày Tết hay không ạ? Trong quá trình lưu thông, nếu như một người nào gây ra tai nạn mà dẫn đến hậu quả chết người, hoặc là gây ra thương tích từ 61% trở lên, hoặc là gây ra thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như có lỗi trong việc gây ra tai nạn đó. Còn việc mà khi gây ra tai nạn mà mình có sử dụng rượu bia mà ở trong đó thì nồng độ cồn trong máu hoặc là trong hơi thở mà vượt quá quy định, thì đây được coi là một tình tiết tăng nặng theo quy định ở điểm B khoản 2 của điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Thì tình tiết này nó có dẫn đến cái khung hình phạt đối với cái tội danh này nó nặng hơn, đó là từ 3 năm tù đến 10 năm tù. Chính vì vậy mà việc mà sử dụng rượu bia trong những ngày Tết thì những người tham gia giao thông hết sức lưu ý. Bởi vì chúng ta vui quá hoặc là chúng ta không kiềm chế được bản thân, chúng ta sử dụng rượu bia trong tham gia giao thông gây ra những cái vụ tai nạn, thì chúng ta không những có thể là vướng vào vòng lao lý mà chúng ta còn gây ra những nỗi đau cho những người khác. Vì vậy mà tôi khuyên các bạn, không ai cấm các bạn sử dụng rượu bia trong những ngày Tết, tuy nhiên biết cách sử dụng làm sao đạt để cho mình an toàn nhất. Đặc biệt là nên khi mà tham gia giao thông thì cũng nên có những cái gì đó để cho mình đảm bảo rằng mình an toàn, người khác an toàn và tất cả đều vui xuân đón Tết. Rất cảm ơn luật sư Nguyễn Đức Chánh về những chia sẻ vừa rồi. Và bạn đọc thân mến, cũng như những gì mà luật sư Nguyễn Đức Chánh đã chia sẻ, thì sử dụng rượu bia là một cái hình thức mà không có ai cấm cản các bạn cả. Nhưng mà chúng ta để đảm bảo sức khỏe cũng như là đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là đảm bảo an toàn cho những người xung quanh, thì chúng ta nên tiết chế một chút về cái vấn đề sử dụng rượu bia trong dịp Tết. Và hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi của luật sư Nguyễn Đức Chánh đã giúp các bạn hiểu hơn được cái sự nghiêm trọng của việc là sử dụng rượu bia quá mức ở cái dịp Tết Nguyên Đán này. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, cũng như là hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của chương trình 3 phút cùng luật sư Nguyễn Đức Chánh.